Danh ca Hương Lan tuyên bố giả từ sân khấu sau ca sĩ mặt nạ 2023. Danh ca Hương Lan đã xác nhận bà sẽ không tham gia các đêm nhạc hay các show diễn kể từ sau ca sĩ mặt nạ 2023. Trong đêm chung kết của The Masked Singer 2023, ca sĩ mặt nạ khán giả gần như vỡ hòa khi nhân vật cú Tây Bắc chính là danh ca. Thế nhưng cũng trong sự kiện này, Hương Lan đã tuyên bố từ giả sân khấu Bà cho biết mình sắp tới tổ chức đêm nhạc cuối, tri ân khán giả và sau đó ngừng biểu diễn ở phòng trà, chạy show ở các chương trình lớn nhỏ. Hương Lan tâm sự, tôi không hát trên sân khấu nữa, nhưng không hoàn toàn giải nghệ. Tôi lập kênh youtube riêng, đăng video ca hát và giao lưu với người hâm mộ. Tôi miệt mài làm nghề hơn 60 năm và đến lúc cần nghỉ ngơi. Như vậy, đêm trao giải ca sĩ mặt nạ là lần cuối, khán giả thấy danh ca Hương Lan hát live 100% trên sân khấu lớn. Nữ danh ca U70 cho biết Điều làm cô hạnh phúc khi tham gia chương trình này là hát hoàn toàn bằng giọng thật suốt các tập. Về lý do tham gia chương trình, bà tâm sự là mình muốn thuyết phục người trẻ nghe dân ca, giữ gìn dòng nhạc đậm chất Nam Bộ. Dân ca Hương Lan tuyên bố giả từ sân khấu sau ca sĩ mặt nạ 2023. Nữ ca sĩ chỉ chuyên tâm làm từ thiện, chứ không chạy show nữa. Hương Lan nổi tiếng với nhiều ca khúc như Ngày xưa Hoàng thị gọi em là đóa hoa sầu, đưa em tìm động hoa vàng, dân dở, buồn làm chi em ơi, bầu ơi đừng khóc, đa phần là nhạc trữ tình, dân ca. Tại đêm trao giải chương trình ca sĩ mặt nạ tối 16 tháng 12, Hương Lan đoạt giải 3, mang về số tiền thưởng 100 triệu đồng. Nữ ca sĩ cho biết, sau chương trình này, bà sẽ thực hiện một đêm nhạc để giả từ sân khấu. Khi giả từ sân khấu, tôi vẫn sẽ hát, nhưng không hát phòng trà, sự kiện, mà chỉ tham gia chương trình thiện nguyện, Hương Lan chia sẻ. Nghệ sĩ cho biết ban đầu khi về nước tham gia chương trình, bà không hề nghĩ đến giải thưởng bởi mong muốn lớn nhất của bà là làm sao để dòng nhạc quê hương được sống mãi, nhất là trong lòng người trẻ. Giải thưởng cũng rất quan trọng, nhất là đối với các nghệ sĩ trẻ vì các em cũng cần nhờ đó để tiến thân. Còn với tôi, giải lớn nhất là đứng trên sân khấu hơn 60 năm. Đi được tới chung kết là tôi vui rồi, Hương Lan chia sẻ. Ca sĩ thế hệ năm x cho rằng sự có mặt của bà trong đêm chung kết phần lớn là nhờ sự yêu thương của khán giả bởi không ít người yêu mến bà nhận ra cú tây bắc chính là hương lan chỉ sau 2 đến ba bài hát nhưng không nói ra họ cố giữ tôi lại cho tôi đi xa hơn đây là sự khuyến khích của khán giả tôi rất cảm ơn vì điều đó bà nói ca sĩ hương lan cũng tiết lộ ban đầu khi nhận lời mời tham gia ca sĩ mặt nạ mùa 2, bà không nhận lời ngay vì trước nay bà không tham gia chương trình giải trí bà sợ nhất là ngồi vị trí giám khảo phải nhận xét nói lời thật mất lòng khiến các thí sinh trẻ phải buồn khi xem lại biết chương trình này không phải nói hay nhận xét ai tôi nhận lời ban đầu ban tổ chức có gửi cho tôi vài bộ trang phục trong đó tôi thích nhất trang phục ông baby vì nhân vật này có gương mặt rất dễ thương tuy nhiên đó lại là bộ đồ rất nặng tôi không thể xử lý được bà nói nữ ca sĩ cũng bày tỏ Ngoài việc di chuyển đi về giữa Mỹ và Việt Nam thì bà không cảm thấy có gì khó khăn khi tham gia chương trình. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ ngoài việc khi đứng sau mặt nạ cứu Tây Bắc. Ngoài ra, bà hạnh phúc vì luôn được chồng đồng hành hỗ trợ nhiều điều. Ông xã Hương Lan kề cận nữ nghệ sĩ tại chương trình. Ông xã chính là người đốc thúc ca sĩ Hương Lan tham gia chương trình, hát những bài trước nay bà chưa từng hát. Ông xã không cùng tôi lên sân khấu, nhưng hỗ trợ tôi về mặt tinh thần rất nhiều. Anh ấy cùng tôi nghe nhạc, chọn bài, anh đọc bình luận trên mạng xã hội, chuẩn bị và chăm lo cho tôi chu đáo. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chồng vì đã luôn bên cạnh, ủng hộ tôi. Hai vợ chồng sống với nhau cũng mấy chục năm rồi. Cuối tháng này tôi và chồng sẽ làm lễ kỷ niệm 35 năm ngày cưới tại Việt Nam, Hương Lan tiết lộ. Dịp này ca sĩ Hương Lan cũng khẳng định bản thân sẽ rất vui dù sau này được gọi là ca sĩ Hương Lan hay Cú Tây Bắc. Xong bà cũng bày tỏ mình có chút không thoải mái khi được gọi là danh ca bởi với bà, hai chữ danh ca là một điều gì đó rất lớn lao. Tôi thích người ta gọi tôi bằng ca sĩ Hương Lan, ca sĩ có giọng hát ngọt ngào Hương Lan, ca sĩ dễ thương Hương Lan, chứ còn hai từ danh ca hơi to lớn quá, ca sĩ Hương Lan chia sẻ.